Liệu thờ Phật ở chung cư có mang tội bất kính không? Xin chào quý bạn. Hôm nay Bửu Liên muốn chia sẻ với quý bạn về một vấn đề mà nhiều người đang rất băn khoăn. Liệu thờ Phật ở chung cư thì có mang tội bất kính hay không khi phía trên có căn hộ khác đang sinh hoạt? Thực tế, sở hữu một căn nhà riêng là mơ ước của nhiều người. Tuy nhiên, trong thực tại, không phải ai cũng có điều kiện để thực hiện điều này. Vậy nếu chúng ta sống trong chung cư thì liệu có thể thờ Phật một cách trang nghiêm và tôn kính? Thưa quý bạn, câu trả lời của Bửu Liên là có thể. Quan trọng nhất là chúng ta chọn nơi trang nghiêm nhất trong căn hộ và thờ Phật bằng lòng tôn kính nhất. Nếu có thể, quý bạn hãy chú ý đến vị trí của nhà vệ sinh ở căn hộ phía trên để tránh đặt nơi thờ Phật ngay dưới nhà vệ sinh. Ngoài ra, nếu không gian nhà hạn chế, quý bạn có thể bố trí thờ Phật và tổ tiên một cách linh hoạt, như thờ Phật ở trước và tổ tiên ở sau, hoặc thờ Phật ở chính giữa và cao hơn, tổ tiên ở một bên và thấp hơn. Nhà có nơi thờ Phật trang nghiêm không chỉ mang lại sự phát triển ổn định, bền vững cho gia đình, mà còn tạo nên một không gian ấm cúng, an toàn và linh thiêng. Sự bảo vệ và gia hộ của chư thiên chư Phật sẽ là niềm an ủi và hỗ trợ lớn cho gia đình. Cuối cùng, việc thực hành những công phu như lần chuỗi, ngồi thiền, lễ Phật, tụng kinh hay trì chú hàng ngày sẽ giúp nơi thờ trở nên linh thiêng hơn. Bửu Liên cảm ơn quý bạn đã lắng nghe và hy vọng rằng sẽ có nhiều gia đình có nơi thờ Phật trang nghiêm và tôn kính. Chúc quý bạn một ngày an lành và tâm hồn thanh tịnh.